Ê mèo, xin chào anh em nhá. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày hôm nay thì mèo xin phép giới thiệu tới anh em những cặp loa JBL model của đời MRX 500. Thì hôm nay hiện như đủ model để tiếp thị giới thiệu tới anh em nhá. Đầu tiên là cặp loa MRX 512. 512 thì sở hữu một bát 30 một chép kèn. Đấy, anh em nhìn hình thức của cặp loa này quá đẹp luôn. Sở hữu bát neo, tép neo nên tiếng của nó cực kỳ bay bổng. Và ngày hôm nay thì cũng đưa cho anh em một mức giá cực kỳ hợp lý, yêu thương. Đối với MRX 512 thì ngày hôm nay như đang bán ra mức giá chỉ còn 23 triệu, giảm so với trước là khoảng 2 triệu đồng anh em nhé. MRX 515. 515 thì như đang có một đôi củ to và một đôi củ nhỏ. Đối củ nhỏ này thì Mio xin phép đưa ra mức giá là còn 26 triệu. Còn MRX 515 củ to tuyển chọn giá 30 triệu anh em nhá. Đặc biệt một đôi loa cây kép của đời MRX 500 model 2 bát 40 một kèn, MRX 525 cũng sở hữu 2 bát 40 một chép kèn. Đôi này thì cao to hoành tráng, hát hòa lời ca bay bổng, model đời cao. Tất cả đời MRX đều là thùng gỗ sơn sần nhựa cao cấp anh em nhá, nên là trưng bày đẹp, rất đẹp. 515 củ to này mất in đúng đây. Còn đôi MRX 515 củ nhỏ thì mất in Mexico. Đối với cặp MRX 525 ngày hôm nay thì mình xin phép đưa ra mức giá là sập sàn ngập giá cực kỳ hợp lý cho anh em nhá. MRX 525 ngày hôm nay Miu bán cho anh em mức giá xuống còn 30 triệu rồi. Tương đương một đời MRX 515 củ to. Chất âm của nó là sau đây Miu cho anh em nghe nhá. Vừa hay, vừa mạnh, vừa bền. Giá thì các bác cũng biết rồi. Nếu mà MRX 525 mà xuống còn 30 triệu thì là quá rẻ rồi. Không trung tâm nào bán rẻ hơn Miu nữa anh em nhá. Loa bát kép 2 bát 40, bát neo, tép neo cao cấp, màu hoành tráng đẳng cấp này. Giá trước là 36, 37 triệu nhưng ngày hôm nay Hiền Miu bán chỉ còn 30 triệu nhé. Anh em nào xem được video clip này, alo gọi điện sớm cho Hiền Miu. Chỉ có một đôi duy nhất anh em nhé, một đôi duy nhất thôi. Để liên hệ sớm với em qua hai số điện thoại trên tấm biển này. Xin chào các bạn.